hết một con 8 ngựa trên đất cứng đây em. Bác này sổ đá không nè, tôi ngách ngơ. Đó, sao chưa? 20cm anh em nhé, đi lúng cần luôn. Đó, tạc đàn em còn cái đoạn này đó. Đây là mình đi với tốc độ tới nó là chứ chậm nhé. Còn nếu là tốc độ tới xa nhanh thì nó sẽ tạc rất là sâu luôn. Đó, anh em coi đây, đi lúng cần luôn. Rất là nhàn nhã luôn. Đó, mình không còn điều khiển thì nó tự đi luôn. Đó, mình chỉ theo mình giữ cái máy thôi. Con này là con hai con chị hướng nhé. Đó, coi nó vui nè. Đào rảnh vui rồi. Vô địch luôn. Con này mình ở đây là mình chỉ đi là giao ba. Giao tạc ba da lưỡi thôi nhé. Nếu đi giao tạc 6 lưỡi nữa thì nó không thể giết. Đó, nó quét không có cái lung giữa luôn nha anh em. Nhìn đây. Đây, đất nó còn cứng nha. Đá không này đó, cứng sỏi. Đất này là không có cứng đâu nè. Đó, máy đi này dẹp sang dẹp tơ nè. Tám ngựa nó có khác. Quá khỏe luôn, quá nhàn nhã. Con này nó dừng hướng thôi. À, bây giờ leo dốc ấy, nhìn cái độ dốc của đất này nha. Đất này đập dốc anh em nha. Đó, mình bóp con này nó dừng hướng cái ve. Đó, đây coi cái đặc nó đây. Đây là mình đi mới đi là giao ba giao luôn đó, nếu cái sáu giao nữa là quá tuyệt vời luôn anh em. Một tay mình bó quay video, một tay mình giữ máy thôi, đúng không? Mình chỉ một tay mình giữ máy cho đi thẳng thôi, có làm gì đâu. Tắt luôn, tắt luôn. Rồi đây mình giới thiệu anh em, đây là coi cái công tác của nó đây. Đó, coi vung rò này. Đó, coi cái nó vung cái rò nhé. Đất này đất sỏi nhá. Đất sỏi cứng luôn, đất hon sỏi cứng luôn, đá ầm ầm luôn. Đó, đá ầm ầm đây. Vung cái này. 20 cm nhá, một gang tay luôn nha anh em. Cái đây là mình mới đi ra đi ba dao thôi. Đây, mình mới đi lưỡi ba dao thôi. Nếu đi lưỡi 6 dao thì nó tạc phải biết. Con này thì dừng chơi quay lại với con máy nhá. Đó là giới thiệu anh em, đây là con Isaki. Isaki 800 nha, Isaki 800. Nó có công suất của nó là 8 ngựa, 8 ngựa nha. Máy móc riêng hết, hộp gió còn quá mới luôn. Máy riêng, hộp số riêng. Đó, dao. Thì con này là con 8 ngựa xây 360. Xây 360 bố cái đây là xây nhá. Rồi bây giờ mình xây lại để mình chạy vô nhà. Đó, xây 360. Rồi nâng hạ tay lái cũng bằng cái đó luôn. Rồi còn ở đây là nâng hạ tay lái nha anh em. Đó, nâng lên hạ xuống. Còn cần số đây là nó có hai số tiến, hai số lui kết hợp với tầng nhanh chậm. Tầng nhanh là đỏ, tầng chậm là trắng nhá. Nhanh chậm ở chính giữa là mo. Đó, như qua tầng nhanh này. Rồi, kết hợp cái này thì nó ra là bốn số tới và bốn số lui anh em ha. Bốn số tới, bốn số lui. Với sới thì nó có hai hai số sới, số nhanh với chậm. Đó, đó là số chậm này. Chính giữa là mo này, số nhanh này. Đó anh em nhá. Đấy.
Con này nó có cái đèn nhưng mà mình không, nói chung là cái đèn này lắp cho đẹp thôi, cho nó mình cắt chơi hết rồi. Đó, đèn nó quá mới luôn. Đi lốp của nó là 418. To thoải mái anh em làm. Rồi chào anh em qua việc thầy báo em nha.